Thì anh em đã subscribe kênh Đội Bóng Refund nhá. Tình hình là nó vẫn chưa cho tôi up video dài, tại vì kênh không có một cái video nào cả. Cho nên là trước khi up những cái video bóng đá, mỗi clip dài khoảng 1 tiếng rưỡi ấy, thì tôi up tạo cái video lên trước để cho nó có view, để cho nó unlock cái tính năng bật video dài trước đã. Thì mấy hôm nữa sau khi mà update nó mở khóa cái tính năng đấy rồi thì tôi mới bắt đầu up video bóng đá lên. Video bóng đá thì thứ ba và thứ sáu hàng tuần mà tôi đi đá, tôi sẽ up full trận lên trên này. Nên là bạn nào mà theo dõi hay bạn nào muốn xem thì các bạn subscribe và follow kênh các bạn nhé. Comment các thứ thoải mái, để kênh này cũng ít người biết, anh em mình cứ mở đây để xem với nhau thôi. Bọn tôi cũng lưu lại video để thỉnh thoảng anh em còn xem lại sau. Thế nhá. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Bye bye.